Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua khoảng 22 giờ tại thành phố Hồ Chí Minh xảy ra một vụ tai nạn khiến cho một người đàn ông tử vong. Điều khiến bức xúc là sau khi cán chết người đàn ông, xe container tháo đã tháo, tháo chạy khỏi hiện trường và lực lượng công an đang trích xuất camera để có thể truy tìm phương tiện này. Vụ tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn gần cầu Vỏ Khế, khu phố Tam Đa, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Người đàn ông trung niên làm công nhân xây dựng chạy xe máy mang biển kiểm soát 69F135162 trên đường Bình Triều hướng về hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương. Và đi đến trước số nhà 10 đường Bình Triều thì xảy ra vụ va chạm với xe container chạy cùng chiều. Người đàn ông ngã xuống đường và bị chính xe container cán tử vong. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã lái phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường. Bức xúc trước sự việc, người dân đã lấy xe máy đuổi theo, chụp lại biển số xe container rồi báo cơ quan công an. Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt lấy lời khai nhân chứng, truy tìm xe container bỏ trốn. Bước đầu xác định nạn nhân ngụ ở phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, hiện công tác tại đội quản lý trật tự đô thị quận 2.